Rất là vui mọi người ơi, rất vui mọi người ơi. Đã gặp được sư Anna, sư Minh Trí, sư Như Ngộ. Rồi, đã gặp rồi mọi người ơi. Ngay bây giờ sẽ cho mọi người xem. Đó, mọi người đợi em một chút nha. Rất là vui, bởi vì là đã gặp ở đây là đang có 4 sư đi cùng với nhau rồi. Thực sự với mọi người là hôm nay thì khi đã gặp được sư Minh Trí đó với sư Anna để quay cho tất cả mọi người xem, để cho mọi người ở đây là không có lo lắng nữa. Đây, thì bây giờ ngay trước mặt mọi người thì hiện tại ở đây á, thì đang là một cái khu rừng mọi người nhé. Đang là nơi vào một cái ngôi làng nên là nó không có đông người. Và ở đây là đang đi ở đây chỉ có 4 người thôi. Cho mọi người xem này. Đó, đây là hình ảnh cho mọi người xem những hình ảnh mà rõ nét nhất. Các sư đang di chuyển. Đó, bây giờ thì từng tốp khác nhau. Đó, ở đây thì cũng có sư Minh Trí, sư Anna và sư Như Ngộ đấy. Đó, cho mọi người xem này. Các sư đã biết thông tin về thầy Minh Tuệ hôm qua đã lên tiếng chưa ạ? Đó, đây có sư Minh Trí, sư Anna, đây, sư Như Ngộ là sư nào? Đây đúng không ạ? Còn đây là sư, đây phía sau này là sư gì ta? Sư Nhật Minh, dạ. Đó, đây thì hôm nay mọi người thấy đây, hình ảnh chỉ còn 4 sư đang đi bộ hành trên đường. Và nói chung là ở đây là mọi người đi ít như vậy thì sẽ đảm bảo được an toàn. Đó, mọi người thấy không? Các sư bây giờ vẫn đang bộ hành và không có mang dép mọi người nhé. Đây, không có cảnh chen lấn, xô đẩy. Các sư đi theo một đường thẳng và phía trước không có người. Mọi người thấy không? Đó, thì có thể nói mọi người là khi mà tất cả quý vị khán giả thấy được những hình ảnh này thì cảm thấy rất là vui. Bởi vì là sẽ không còn cái tình trạng là xô lấn, chen, xô đẩy, chen lấn nữa. Mà các thầy sẽ đi đó theo một đường như về phía trước các mọi người thấy không? Rất nhiều người cũng đã mong chờ đã có thể là nhìn thấy được sư Anna cùng với lại là sư Minh Trí. Thì lúc trước đây thì sáng nay thì em vừa quay cho mọi người xem về sư Nhân Trí rồi. Đó mọi người thấy không? Đó, các sư sẽ tiếp tục di chuyển. Để em qua bên này một xíu quay cho mọi người thấy. Đây. Quay cho mọi người một chút hình ảnh chỗ góc cua này nhé. Đây. Chỉ còn 4 sư đó, đang đi phía sau. Và ở phía trước này thì mọi người thấy rằng là em cho mọi người xem quang cảnh nha. Đó, đường phố. Đây, đường mọi người thấy không ạ? Toàn là rừng núi thôi. Ở đây thì không có ảnh hưởng đến ai, người dân thì cũng không có ai hết. Nên là em cảm thấy rất là vui khi thấy những hình ảnh này mọi người ạ. Đó, cho mọi người thấy nhé. Các sư hôm nay ở đi phía sau chỉ còn có 4 sư. Sư Anna, rất nhiều người hỏi sư và quay sư á. Hôm nay được gặp sư là cũng vui lắm ạ. Dạ, chào sư. Đó, cho mọi người thấy là sư Anna nhé. Rồi, bây giờ thì các sư sẽ tiếp tục. Ủa, làm sao anh biết được các sư mà đến đây hay vậy? Bọn em có tâm nguyện đi tìm à, có cái cho nói chuyện chứ, có tâm nguyện mà đi cùng hả? Thì không có sư minh tàng thì không có sư Minh Tuệ thì ở đâu có giáo pháp của Phật Thích Ca thì của Phật thì là bọn em theo à. Ở đâu người ta mang y đi trên đất, mang y và thực hành 13 hành đầu đà thì ở đâu ở đấy bọn em để lại chứ không à, lại không, đi không theo. Kể sư nào à, không kể bất kỳ là sao. Không cần sư Minh Tuệ. Ừ, không cần sư Minh Tuệ. Vậy thì đây để cho mọi người biết là cho anh nói chuyện anh một xíu. Ý là anh không cần phải đi có thư Minh Tuệ. Không cần phải sư Minh Tuệ, ở đâu à. Có ở đâu có giáo pháp của Phật thì là ở đó bọn em. Là anh đi cùng để ở đây là cũng mình cũng theo học giáo pháp. Thì không bọn em thì không thể học được. Dạ vâng. Nhưng mà bọn em sẽ ủng hộ những người học được. À chứ không phải là anh đi không có thầy Minh Tuệ em đi cùng. Vâng. Rồi đấy cũng làm niềm vui. Rồi ok, rồi cảm ơn anh. Đó mọi người theo ạ. Thì có nói rằng là vẫn sẽ đi đồng hành cùng các sư mọi người theo. Đây, phía xa nha. Các sư đi bộ hành thì không có ảnh hưởng gì đến đường phố cả. Đó, bây giờ thì chỉ có 4 sư tiếp tục di chuyển thôi. Mọi người có thể thấy là một cái điều hết sức là tuyệt vời. Đó, em sẽ tiếp tục lên phía trên để quay cho mọi người xem một chút nha. Rồi, tiếp tục cho mọi người
xem hình ảnh các sư đang di chuyển mọi người nhá. Đây, hiện tại thì đi phía sau thì chỉ có 4 người thôi. Còn sư Minh Tạng là đi phía sau anh? À không thấy sư Minh Tạng nữa. Ủa có ba sư Minh Tạng không anh? Có ý là có bố của sư Minh Tạng không á? À đã về rồi ạ. À không thấy sư Minh Tạng đâu. Thì bây giờ ở đây chỉ có 4 sư thôi. Đó có sư Minh Trí, sư Anna là em biết tên thôi. Còn phía sau cũng có một sư nữa em không có biết tên. Giờ nhiều sư quá mọi người ạ. Hôm nay thì đi theo đường này mọi người thấy rằng là những hình ảnh này thì không có ảnh hưởng đến giao thông, bà con thì cũng không có. Đó, nó chỉ có vài người thôi thì nó sẽ đảm bảo được giao thông. Nên là cái hành trình của các sư đi thì không có thầy Minh Tuệ. Thầy Minh Tuệ thì đã ẩn tu rồi. Nhưng mà các sư thì vẫn tiếp tục đi bộ hành. Hôm nay thì cũng rất vui là khi gặp được các sư mọi người nhá. Em lên phía trên một chút. Em lên phía trên này một chút nhá. Đây là cái cảnh đường đèo mọi người ạ. Đây là cái cảnh đường đèo. Đây em sẽ đứng ở đây để cho mọi người xem một chút về cái khung cảnh ở đây. Đó, mọi người thấy không? Rồi em sẽ lên đây để em sẽ cho mọi người xem một cái đường dài nhé. Cho mọi người xem một cái hình ảnh của các sư ở phía sau. Đó, một cái con đường này thì nó sẽ không có ảnh hưởng đến ai cả. Bà con di chuyển thì hầu như là đi trong đường, trong lề hết mọi người ạ. Không có ảnh hưởng phía sau đâu. Nên là các sư di chuyển cũng rất là yên tâm. Em thì cũng chỉ gọi là đi ở đây một chút rồi em sẽ di chuyển đó mọi người. Nên là không có ảnh hưởng nhá. Đây, cho mọi người xem này. Đó. Đây. Đang có 4 sư. Đó mọi người cũng bảo là quay cho mọi người xem về sư Anan. Đó. Vị trí cũng khá là xa để quay lại cho mọi người xem những hình ảnh mới nhất sáng ngày hôm nay. Sư Minh Chí đây mọi người, Sư Minh Chí đi ngoài cùng đây mọi người, đi ngoài nhất đó. Đó, Sư Minh Chí đó. Đó, cho mọi người thấy, các sư cũng đang tiến lại gần. Ủa hai người đó là ai vậy? Hai người đó là ai vậy? Đó. Công an. À. Đây. Đó, có 4 sư.
quay âm thanh, quay âm được. Dạ. Ủng chưa? Mấy hôm nay, bây giờ hôm nay ra đây mới gặp các sư.